buổi sáng, chiều sợ mưa. Người ta đổ phải đổ buổi chiều. Tối hôm qua làm lễ cầu mưa rồi nha, sắp mưa rồi đấy. Đổ bây giờ là tối mưa thì đỡ, mình đỡ phải bảo dưỡng nhiều. Là bê tông nó tốt hơn. Tâm mặt đen bảo gì đấy, tâm mặt đen ơi. Chuẩn bị mưa rồi Linh ơi. Chuẩn bị mưa. Hello chị Bình. Cảm ơn vũ trụ hạnh phúc. Cho mình toàn chân chó thế này nhỉ? Chân chó hay chân mèo đấy? Chân chó hay chân mèo đấy? À đây, cho mọi người xem bên nhà Đạt nhé. Đấy, bên nhà Đạt đây này. Mới xây được có thế này thôi. TikTok là ở trên hai máy thì là nó đẩy ra. Tôi tưởng là máy nó nóng quá nhưng hóa ra không phải. Chưa gì nó đã thắc mắc rồi. Thank you Dante. Lêu lêu. Con tâm mặt đen này, chả nhẽ tại cổ tôi tím mắt bây giờ. Chuẩn bị xong một sàn rồi. Sàn này chắc còn khoảng độ 4 mét nữa, 4 mét vuông nữa là xong. Hello Hà, hóng nhà mới á, Tết là có nhà mới nhé. Tết thì chắc chắn là sẽ có nhà mới rồi. Làm nhà xong mau rước bé Indo. Trời ơi, tôi có vợ rồi còn rước ai nữa. Hello Trâm. Nói thế để mà về con sư tử nó cắn chết à? Thank you Vinny.
đang say say thôi, chứ có gì đâu. Cái gì đấy mày bảo bốc phét? Sao nó lại bảo mình là bốc phét nhỉ? Anh Hú ơi, ông chủ nhà đẹp trai đâu rồi? Hả? Ông chủ nhà đẹp trai đâu rồi? Đi rồi. Trốn à? Thế nào mà ông chủ nhà diện tích của nhà đạt bé á? Thế này mà này còn bé nữa, 5.5 đây. Gộp lại là 10 tầng đúng không anh? Đúng rồi đấy. Cái gì đấy mà hello chú ngăn ra? Bốc phét xây 5 tầng. Mày im đi. Cẩn thận ăn vé block đấy. Đang định bảo ông chủ nhà đẹp trai là đi ra đây để giới thiệu cho mấy cháu xinh tươi. Thế mà ông chủ nhà lại trốn rồi. Thank you, Nuzia. Thank you, Sari. Cái gì đấy, con nào mà nó vật anh cho nó vào đây, nó lại ném. Chủ nhà đẹp trai là ở đây để giới thiệu cho 30.000 con vợ mà ông chủ nhà đẹp trai xấu hổ này đi mất rồi. Thôi ông xuống để người ta làm. Mình có làm ảnh hưởng gì đến đâu. Mình phải ở đây giám sát chứ. Lại cho ông già tập tạ cho khỏe. Mật nết. Hello Kiki. Ông chuyển đây. Rất là ghê gớm. Đúng rồi, phần like của anh thì lúc nào cũng full toàn là các bạn bên Indo. Trắng hơn black. Từ mai phải gọi là tâm black. Chuẩn bị đổ đến cái cầu thang này. Đấy. Đổ cầu thang xong là bắt đầu là đổ sang đến cái sàn này. Là xong. Sàn này là sàn 3.
sàn này là sàn 4. Đấy là tính sàn đấy nhá, không có tầng đâu. Đây là sàn 2 này, đấy. Đây là sàn 3 này, đây là sàn 4 này, xong bên trên nữa một sàn nữa là 5. Nhà em làm thì nhanh không mẹ, bởi vì là sàn của nó là sàn lệch. Sàn lệch đấy, cứ sàn nó cứ lệch như thế này này thì là làm nó nhanh. Còn như của nhà thằng Đen thì nó lâu hơn, bởi vì nhà của nó, sàn của nhà của nó là 60m, nhưng mà làm bằng. Đây, mỗi một sàn này là có 40m thôi, nó nhanh hơn. Ô Hương ơi, chưa đổi tên hả Hương ơi? Hết chục tỷ không gớm. Ôi Hương ơi, sao Hương đang tập thể dục để đổi tên? Nhà em trông rộng vâng, đúng rồi. Và cái chiều rộng mặt tiền của nhà em là hơn 6m, của nhà Đạt có 5,5m thôi. Thay vì em thả tạ thì em... Đấy. Cảm ơn Hương. Sao này có cả củ hành tây ở đây thế này, xem củ hành tây là ai. Hãy già, sấm chấp, ghê nhờ. Không biết là ông bố đẹp trai đâu rồi. Nhưng các chị của này khổ nhè, sao lại cứ để người ta đập tạ. Tâm ra em bây giờ hả? Ok luôn ạ. Để đi tìm nhá. Để đi tìm ba đẹp trai nhá. Ô đâu rồi? Trốn rồi. Hay để em chơi mất chơi. Ba ở đây, ba đã ra đây rồi. Đây là bố chồng của 30.000 con vợ nhá. Lại trốn rồi. Đợi một tí thò ra cái là đi vào. Ô hay kìa. Thì cứ đi vào đấy làm gì không biết nữa. Ngước lên đây, quay lên đây chụp ảnh cái nào. Cố đấy. Em ơi, xấu hổ kìa. Xấu hổ lại thẹn để quay mặt đi kìa. Hổ này cứ đi vào đấy làm gì không biết nữa. Hay là thấy cái Hà vào live của anh thì là ông xấu hổ nhỉ. Hà đâu rồi? Hà Mon đâu rồi? Có nghe đâu.
lại trốn rồi. Khổ thật thì cứ ra cái là lại đi vào. À đây rồi, đây rồi. Đấy. Bố chồng ơi. Ba chồng em kìa. Ghê vậy. Mọi người nói hai đi, ông gái trốn rồi. Khổ thế vừa bảo mọi người nói hai đi để chào cái mà. Chạy đâu rồi? Trốn rồi. Ngã mày, tối hôm qua mày dám trêu tao. Sắp tiếng cho mày cảnh cáo một phút trước. Rất là đẹp trai. Đấy. Rất là đẹp trai nhưng mà chị tội là chưa có người yêu. Rồi mà nó này nắng thế này chết. Cái gì? Phải cả chưa có người yêu tí bà Vân nghe được ăn đòn. Thế mà chả có chưa có người yêu. Nói đúng là còn thế nào nữa. Bảo chưa có người yêu chứ ai bảo gì. Đủ thế này thì nhanh thôi nhưng mà đang sắp ruột cái vụ 800.000. Còn nắng mà. Đây. Nhìn này, vẫn nhìn thấy mặt trời này. Đấy, vẫn nhìn thấy mặt trời này. Đấy, còn đang nắng. Thank you, Pipi. Anh mà tầm này, anh mà bê vữa thì còn cái nịt luôn. Dự báo thời tiết người ta bảo là đến đêm nay là mưa mà. Lại cứ đi ra đấy, trẻ con nó này, nhìn nó này, ngửa mắt nó này đánh bây giờ. Ông đi vào nhà đi.